ngày 7 tháng 6 năm 2015 tại thành phố San Jose, ứng cử viên dân biểu tiểu bang California địa hạt 27, kỹ sư Đỗ Thành Công đã tổ chức buổi ra mắt vận động tranh cử lần đầu tiên của ông với sự đồng trưởng ban tổ chức của bác sĩ Phạm Đức Vượng, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, điều hợp chương trình ông Nguyễn Trung Cao. Hầu hết các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và quý vị nhân sĩ có uy tín trong cộng đồng người Việt tại miền Bắc của tiểu bang California đều có mặt và đến tham dự ngày hôm nay. Thưa quý vị, kỹ sư Đỗ Thành Công là nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam trên 30 năm nay. Ông đã được nhiều người trên thế giới biết đến khi ông trở về Việt Nam trực diện đấu tranh với chế độ Cộng sản Việt Nam và đã bị chính quyền Việt Cộng bắt giam ngày 14 tháng 8 năm 2006 nhờ sự vận động của cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới và sự can thiệp của quý vị dân cử Hoa Kỳ nên chính quyền Cộng sản Việt Nam đã trả tự do cho ông sau 38 ngày ông tuyệt thực trong tù của Cộng sản. Khi trở về lại Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua, ông đã tiếp xúc và làm việc với Tổng thống Hoa Kỳ và nhiều nhân vật cao cấp khác của chính phủ Hoa Kỳ và trên thế giới. Hôm nay, Vũ Nhân sẽ được gửi đến quý vị tâm tình của những người tham dự ngày hôm nay. Và anh Đỗ Thành Công là một người đã dấn thân đi thẳng vào trong lòng địch để hoạt động và bị Cộng sản Việt Nam bắt cầm tù. Anh cũng là cái người được Tổng thống Bush cũng như là được Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm đến khi là một người tranh cử mà chức vụ dân biểu, nó sẽ có nhiều cái điều kiện để mà đấu tranh trong cái dòng chính nhiều hơn. Cảm ơn anh Vũ Nhân. Cảm tưởng tôi là hôm nay rất là vui vì chúng ta đã đủ, cộng đồng chúng ta đã đủ mạnh và đủ trưởng thành để đi vào dòng chính. Và anh là con người có trình độ và có đạo đức, nên anh em chúng tôi là những người cựu quân nhân nhiệt tình để mà ủng hộ anh vào cái chức mà vào cái vấn đề mà của là dân biểu Hạ viện Cali này. Ông Đỗ Thành Công là một yếu tố đoàn kết của cộng đồng tại đây. Chúng có thể ở Bắc Cali này là có hai cộng đồng không hòa hợp với nhau được, nhưng mà cái sự dẫn thân ông Đỗ Thành Công lại được cả những cái nhân lực chủ chốt của hai cộng đồng yểm trợ, thì đó là một cái điểm mà tôi thấy ông Đỗ Thành Công rất là hy vọng. Đó là ngày hôm nay đó, là cái người mà ra ứng cử là anh Đỗ Thành Công, là người có thành tích và sinh hoạt hơn 30 năm tại hải ngoại và đã từng không những sinh hoạt đây như anh em chúng tôi mà còn cả về Việt Nam thành lập đảng để mà tranh đấu cho vấn đề dân chủ tự do. Thành ra một người như vậy chúng ta thấy rất là cần. Thì chúng tôi hôm nay tất cả đa số các hoàng là muốn ủng hộ một người đã có thành tích tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam là vào dòng chính để mà tiếp tục là phục vụ cho cộng đồng và nhất là tranh đấu cho cái vấn đề dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam nay, anh Vũ Nhân. Thưa quý khán giả đài SBTN, thì tôi tên là Đỗ Bùi Tiến, tôi là vợ của ứng cử viên dân biểu tiểu bang California District 27, anh Đỗ Thành Công. Thế cho nên là một người vợ thấy ảnh có những trăn trở mà chưa làm được trên cái bước đường phục vụ lý tưởng cho dân tộc, thì bởi vì như vậy cho nên mình đã cùng ảnh, hỗ trợ ảnh trên cái cuộc tranh cử ngày hôm nay. Xin kính chào quý thính giả của đài SBTN. Ngày hôm nay là tôi rất là vui mừng. Thứ nhất là nhìn thấy quý đồng hương, tất cả các đại diện của cộng đồng và lãnh đạo nhiều cái tổ chức đến đây tham dự. Điều đó nó chứng tỏ cho thấy rằng Đỗ Thành Công đã được sự yêu thương của quý đồng hương. Và tôi hy vọng rằng cuộc tranh cử của tôi ngày hôm nay nó sẽ đạt được kết quả mong muốn và những cái gì chúng tôi làm và những gì chúng tôi sẽ làm trong sắp tới sẽ chứng tỏ cho quý đồng hương biết rằng chúng tôi sẽ không phụ lòng quý đồng hương. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị.